Vâng thưa quý vị, mô hình phòng tập golf 3D thì không chỉ là phương pháp hữu hiệu để giúp ích cho các huấn luyện viên golf trong công việc giảng dạy, mà bên cạnh đó, đó còn là một phương pháp vô cùng tuyệt vời để giúp các golfer có thể có một thời gian thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Và ý tưởng về một mô hình quán cà phê golf 3D cũng ra đời từ đó. Ngoài việc có thể cà phê cùng bạn bè thì các golfer cũng có thể có một vòng golf 18 hố ngay tại quán cà phê. Vâng, và bên cạnh tôi là ông Phạm Minh Khoa, chủ nhân của quán cà phê golf 3D tại Hà Nội. Vâng, chào các bạn, chào MC. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi ông là cái quán cà phê golf 3D này được thành lập từ khi nào và cái ý tưởng cho ra đời quán cà phê này? Thứ nhất là quán cà phê chúng tôi mở từ tháng 8 năm 2020. Vốn là một người rất yêu thích thể thao và chính vì niềm yêu thích thể thao cho nên tôi mới mở cái quán 3D này là phục vụ cái nhu cầu của bản thân và đáp ứng cho của các bạn bè của tôi. Vậy thì thời điểm ban đầu khi mà mới mở quán thì cái lượng khách đến với quán như thế nào ạ? Lúc đầu thì người ta đến quán golf 3D chỉ mang tính chất là tò mò thôi. Nhưng sau khi mà được thưởng thức những cái cốc cà phê bên cạnh những cái công nghệ mới về golf 3D thì mọi người cảm giác rất là thích thú. Và đây là một cái bộ môn mà mọi người đang là mối quan tâm rất lớn đối với xã hội hiện nay. Về cái phòng tập golf 3D hiện tại của mình, cái công nghệ được áp dụng là gì và có cái phòng của mình có những cái đặc điểm gì nổi bật ạ? Đối với quán golf 3D hiện nay ấy, là quán của chúng tôi hiện nay là có những cái công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Và cái golf 3D nó có những cái lợi ích. Thứ nhất là nó mô phỏng hoàn toàn một cái thực tế như là trên chân thực. Và nó có thể là được sử dụng để tập và sử dụng những cái công nghệ mới nhất cũng như có thể tổ chức những cái buổi giao lưu đồng thời là tổ chức được những cái thi đấu. Đồng thời cái golf 3D này sau khi những người tập thì có cái máy của chúng tôi có thể ghi lại những cái cú swing để người tập người ta rút kinh nghiệm. Hai là cái phần app của chúng tôi đã ghi lại những cái kết quả mà đã được tập ở trên sàn. Đồng thời là cái golf 3D của chúng tôi là nó mô phỏng được hơn 100 cái sân tập hiện đại nhất của thế giới hiện nay để đáp ứng được những cái niềm yêu thích cũng như trí tò mò của những người chơi golf 3D. Xin hỏi ông thì cái quán cà phê golf 3D của mình cái chi phí đầu tư là khoảng bao nhiêu? Thực ra thì nó tùy thuộc vào cái công nghệ mà bạn áp dụng. Đối với chúng tôi đây là một trong những cái mà golf 3D tôi nghĩ là một trong những phòng tập mà nó đang hiện đại nhất của thủ đô và cái chi phí nó cũng chưa phải là cao lắm nhưng mà nó đáp ứng được đầy đủ những cái tính năng kỹ thuật, đồng thời nó đáp ứng được những cái mà thời gian không gian của những người chơi golf có thể thực hiện được. Thế khi mà khách đến đây thì là chơi có thể chơi tối đa được khoảng bao nhiêu người cùng một lúc ạ? Đối với phòng tập của chúng tôi hiện nay là chúng tôi có 4 phòng tập mà mỗi phòng tập thì theo cái fly trên sân, mô phỏng theo mô hình trên sân thì có thể được là 4 người chơi một phòng. Và cái phòng tập này thì nó thực hiện đúng như những cái ý của người chơi. Đồng thời là cái quãng thời gian thì nó bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể chơi được. Vậy thì khi khách đến đây thì là có phải đăng ký trước để được sử dụng phòng tập ở đây không ạ? Hay là cứ khách đến là phải ai đến trước được chơi trước ạ? Nếu mà nói về cái quán này thì hiện nay rất đông khách. Tất nhiên cũng tùy từng thời điểm. Có những lúc mà chúng tôi là ưu tiên những cái người mà đã đăng ký trước. Nhưng mà bạn có thể đến bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể thoải mái vào tập được thôi. Vâng, xin được cảm ơn ông Phạm Minh Khoa về những chia sẻ rất là thú vị về quán cà phê golf 3D. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của khách hàng đến với quán cà phê golf 3D tại Hà Nội. Mô hình thì nó mới nhưng mà nó rất hay ở chỗ tức là mọi người có thể đến đây thư giãn chơi trong những lúc mà điều kiện thời tiết nó không cho phép mình ra sân. Và chơi môn golf 3D này nó cũng có một cái rất hay ở chỗ tức là mình có thể chủ động về thời gian. Thế cái mô hình này nó tuy mới nhưng mà được mọi người rất là ủng hộ và tôi nghĩ rằng nó sẽ phát triển tiếp trong vài năm tới. Mô hình golf 3D này mình chơi đã từ rất lâu rồi vì mình sống ở nước ngoài. Cho nên cái môn golf 3D ở trong nhà là một cái môn mình nghĩ không thể thiếu được trong mùa đông. Sống ở nước ngoài, khi ngoài trời tuyết rơi, bọn mình vẫn có thể đánh golf ở trong nhà, sinh hoạt đều đặn hàng tuần. Còn ở Việt Nam thì đây là lần đầu tiên, cũng qua một người bạn giới thiệu. Thì khi bạn rủ
thì mình hứng khởi ngay, bởi vì cái môn này quá quen thuộc với mình. Về khoảng cách này, về thời gian này, về khí hậu này. Có những ngày nó nắng nóng quá và có những ngày như hôm nay Hà Nội mưa phùn, trời lạnh và mây mù. Thì được đánh gốc 3D ở trong nhà và nhâm nhi tách cà phê thì mình nghĩ không có cái gì lý tưởng hơn. Em thấy là tập gốc trong phòng hay là gọi là tập gốc 3D khá là hiệu quả, bởi vì sau các cú đánh của em thì em có thể biết được là em đang sai ở đâu và em cần sửa như thế nào để cho bóng của em bay.